các loại cây có múi nói chung và bưởi da xanh nói riêng hiện mang đến giá trị kinh tế cao cho người nông dân, bởi đây là loại quả được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng tất cả các tháng, các mùa trong năm. Trong tiết mục Cà phê 360 độ hôm nay, mời quý khán giả cùng phóng viên Vũ Ninh của Đài Truyền thanh Quyền Trảng Bom đi tìm hiểu về phong trào trồng cây có múi tại xã Sông Thao, nơi đang có những mô hình bưởi cam cho thu nhập gần 1 tỷ đồng một năm. Gia đình ông Vòng Quang Vinh ở ấp Thuận An, xã Sông Thao trước đây trồng chủ yếu là tiêu cà phê, nhưng do tiêu hay bị bệnh và giá cả sản phẩm bấp bênh nên hiệu quả mang lại không cao. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng của diện tích đất này phù hợp với cây có múi, năm 2012, chủ vườn đã chuyển đổi hơn 4 hecta sang trồng bưởi. Sự thay đổi này đã giúp ông cải thiện kinh tế rõ rệt. Hiện với năng suất bình quân từ 20 đến 30 tấn một hecta, với giá bán bình quân 35.000 đồng một kg, mỗi năm ông Vinh thu lãi trên 1 tỷ đồng. Thế anh thì qua 6 năm anh trồng bưởi, thì anh thấy rằng bưởi là nó thường mắc những cái loại bệnh gì và trồng những cái biện pháp mà xử lý để khắc phục thì như thế nào anh? Cây bưởi thì nó cũng là cái cây sinh trưởng mạnh, nó thích nghi với cái đặc thù địa hình ở cái ấp Thuận An Sông Thao này. Thì qua 6 năm trồng thì qua cái canh tác và theo dõi thì những cái bệnh mà gọi là nguy hiểm ảnh hưởng tới cái vườn thì nó chủ yếu là những cái bệnh nấm, như là nấm vàng lá túi rễ. Như năm vừa rồi, năm 18 thì nó cũng có xảy ra một vài vườn như vậy. Thì cái đó còn những cái đó là cái bệnh sợ nhất trên cây bưởi thôi. Vậy thì trong cái quá trình chăm sóc bưởi ấy, thì anh thấy là cái việc bón phân ấy, thì mà mình lưu ý chú trọng về cái vấn đề gì? Cái bưởi thì bón phân thì nó như vậy. Thì bây giờ thì cái hướng của bà con như anh em tôi làm thì bây giờ hiện nay đang hướng về cái việc ghép. Thì bây giờ cái quan trọng là cái hữu cơ, đi vào về cái hướng hữu cơ. Thì cái cây bưởi thì nói về cái kỹ thuật bón phân thì nó cũng phải có kỹ thuật, tại vì nếu mà mình bón phân mà nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng tới cái mẫu mà trái, với lại đi hữu cơ nhiều quá thì cây nó cũng hay cái đạm nhiều quá thì nó cây nó hay bị bệnh, cho nên là mình phải dựa theo cái kinh nghiệm, mình dòm cái cây nào mà nó cần cái lượng phân nhiều á thì mình cho nó nhiều chút, hoặc là trái nó nhiều thì mình đưa cái phân nhiều chút. Còn cái cây nào mà nó đã khỏe rồi, nó quá tốt rồi, thì mình lại cho ít lại chút, cho nó cân đối lại. Phong trào trồng cây bưởi da xanh phát triển tại xã Sông Thao từ năm 2013. Trước tình hình trên, Hội Nông dân xã đã trực tiếp đi vận động các hộ trồng bưởi trên địa bàn xã, cùng tập hợp lại vào một tổ hợp tác để sản xuất. Với những kinh nghiệm thực tế sâu rộng, ông Vinh được bầu làm tổ phó tổ hợp tác bưởi da xanh của xã Sông Thao vào năm 2017. Từ 24 thành viên ban đầu, đến nay, tổ hợp tác bưởi da xanh của xã Sông Thao đã phát triển lên được hơn 50 thành viên với trên 70 hecta diện tích bưởi. Bình quân mỗi năm, một hecta cây bưởi của tổ cho thu lãi từ 500 triệu đồng trở lên, đã giúp nhiều hộ trở nên khá giả. Cây bưởi, từ lúc mà nó ra bông đến lúc mà nó đậu trái và mình thu hoạch, thì là thời gian bao lâu và mình làm thế nào để mà mình giữ những cái trái bưởi như thế này để nó vừa sáng, vừa đẹp và đảm bảo cái chất lượng để mình xuất đi? Cái trái bưởi này về mặt kỹ thuật để mà giữ được một cái trái bưởi mà gọi là mẫu mã đẹp, chất lượng, thì ngoài cái yếu tố phân bón, thuốc men ra thì như bây giờ hiện nay là tháng 2 mùa nắng thì mình phải bao bọc lại này. Cái thứ nhất là tránh được cái ánh sáng trực tiếp vào cái trái bưởi, không cho cái trái bưởi nó bị nắm nắng hết. Rồi mình phải cân đối cái phân lại, không cho cái trái nó bị phù. Cái gọi là trái bưởi bị phù, nó không có đẹp thì cái giá, nếu mà trái bưởi mà bị phù thì nó sẽ mất đi cái giá trị của cái trái bưởi ở thương, mất đi cái giá trị của trái bưởi đi. Đó. Cho nên là mình cũng phải là phải để ý, phải, từ lúc mà nó ra bông là mình cũng đã phải chăm nó rồi. Nó tránh như nó bị nhện đỏ hay là bọ chỉ. Thì nếu mà nó bị nhện đỏ, bọ chỉ thì khi sau này cái trái bưởi nó lớn lên thì nó sẽ bị, ở đây thì không có, thì nó sẽ bị cái xám xám như da lu da cam đó, thì nó ảnh hưởng tới cái mẫu mã, cho nên lái buôn người ta mua thì người ta thấy nó xấu, thì lúc đó thì cái giá trị của trái bưởi nó lại không còn được như giá loại một nữa. Toàn xã Sông Thao hiện có hơn 320 hecta diện tích bưởi da xanh tập trung ở nhiều ấp Thuận An. Hiện loài cây này là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương.
nó bị sâu. Nên hội nông dân xã cũng đã chủ động tham mưu với đảng ủy và ủy ban xã thì là mở các lớp phối hợp với lại các trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông của huyện, mở các lớp tập huấn về phòng trừ dịch bệnh trên cây bưởi và mở các lớp tập huấn về hướng dẫn người dân trồng bưởi theo gia xanh theo hướng Việt Gáp và Brodobogap. Và bên cạnh đó thì là cũng đã phối hợp với ủy ban xã thì là để thành lập một tổ hợp tác bưởi để từ đó hướng dẫn người dân là tham gia vào các mô hình là kinh tế tập thể. Hiện nay cây có múi đang là sản phẩm nông sản chủ lực của xã Sông Thao để giúp người trồng bưởi có được một nguồn thu ổn định bền vững. Hiện xã cũng đang chuẩn bị để tiến hành đăng ký xây dựng thương hiệu bưởi da xanh tại địa phương. Điều này sẽ giúp cho cây bưởi tại Sông Thao nâng cao vị thế, tạo sức hút với các doanh nghiệp để tiến hành các hợp đồng sản xuất bao tiêu bưởi theo chuỗi liên kết bền vững. Đây cũng là một trong những kế hoạch nằm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP mà nông dân địa phương đang thực hiện theo chủ trương của chính phủ trong phát triển nông thôn mới.